Lễ đăng quang của vua Trác Ba đã diễn ra lúc 11 giờ trưa 6 tháng 5 giờ Anh, tức 17 giờ chiều Việt Nam, tại tu viện Westminster ở London, với tổng cộng 5 giai đoạn. Trước tiên, giám mục trưởng của giáo hội Anh Justin Welby, người chủ trì lễ đăng quang, giới thiệu vua Trác Ba với những người có mặt bên trong tu viện vào lúc buổi lễ diễn ra. Sau đó, vua Trác Ba có lời tuyên thệ trước luật pháp cũng như trước đại diện giáo hội Anh là giám mục trưởng Justin Welby, cùng hàng trăm khách mời có mặt trong buổi lễ đăng quang. Tôi, Chắc, xin long trọng và chân thành trước sự chứng kiến của Chúa, tuyên xưng, làm chứng và tuyên bố rằng tôi sẽ theo đuổi mục đích thực sự của các đạo luật đảm bảo cho việc kế vị ngai vàng của người theo đạo tin lành, ủng hộ và duy trì các điều luật nói trên với khả năng tốt nhất của tôi, vua Trác Ba tuyên thệ. Sau khi những nghi lễ trên được hoàn tất, giám mục trưởng Justin Welby sức dầu thánh lên vua Trác Ba và trao cho ông những bảo vật trong lễ đăng quang, trong đó gồm cả vương miện thánh Edward. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có bài phát biểu tại buổi lễ. Sau đó, vua Trác Ba lên xe ngựa về cung điện Buckingham để tiến hành những nghi lễ tiếp theo của lễ đăng quang.